những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine và thế giới trong 24 giờ qua. Canada tham gia quá trình đào tạo lính Ukraine lái tiêm kích F-16. Anh tổ chức đàm phán bí mật với Nga về Ukraine. Ukraine công khai ý đồ lớn khi liên tục tấn công Crimea. Ukraine cắt đường cao tốc Novogorodovka và Bov, tuyên truyền Nga hốt hoảng báo tin tuyến phòng thủ thứ hai đã bị chọc thủng. Ukraine tiến đến tuyến phòng thủ cuối cùng của Nga ở Zaporizhia. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Canada tham gia quá trình đào tạo lính Ukraine lái tiêm kích F-16. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố nước này sẽ tham gia liên minh huấn luyện người Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16. Thủ tướng Trudeau trong bài phát biểu tại Quốc hội Canada nói rằng, chúng tôi cũng sẽ gửi các chuyên gia huấn luyện phi công và bảo trì để người Ukraine có thể tận dụng tối đa việc sử dụng các máy bay chiến đấu được tài trợ. Tuyên bố của Trudeau là một phần trong thông báo hỗ trợ quân sự dài hạn cho Ukraine với số tiền 483 triệu đô la, bao gồm 50 xe bọc thép. Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, Canada đã cung cấp gần 7,3 tỷ đô la viện trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo cho Kiev. Chính phủ Canada cũng đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt chống lại Nga, triển khai lực lượng Canada tới châu Âu để huấn luyện binh lính Ukraine và tiếp đón hơn 175.000 người tị nạn Ukraine. Như đã đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Canada trong một chuyến thăm không báo trước sau khi thăm Hoa Kỳ, nơi ông gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trong cuộc hội đàm, các nhà lãnh đạo Ukraine và Canada đã thảo luận về nhu cầu quốc phòng của Ukraine, hỗ trợ thêm về tài chính và nhân đạo cho Kiev, cũng như hợp tác kinh tế và đầu tư. Như đã biết, các phi công Ukraine đã bắt đầu huấn luyện trên máy bay chiến đấu F-16 ở Đan Mạch. Được biết, Hy Lạp và Bồ Đào Nha sẽ tham gia huấn luyện người Ukraine trên máy bay F-16. Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy đã công bố quyết định cung cấp F-16 cho Ukraine. Anh tổ chức đàm phán bí mật với Nga về Ukraine. Các quan chức Anh và Nga đã tổ chức một loạt cuộc đàm phán ngoại giao trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine. Như các nguồn tin nói với ấn phẩm iNews của Anh, các cuộc gặp đã diễn ra trong hơn một năm rưỡi ở nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm cả Viên và New York. Tại cuộc đàm phán, các bên đã thảo luận các vấn đề an ninh của Anh và cộng đồng quốc tế, đồng thời đề cập đến vấn đề thiếu lương thực và an toàn hạt nhân trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine. Một nhà ngoại giao Anh tham gia một số cuộc họp cho biết, vấn đề duy nhất mà Anh không cố gắng thảo luận là khả năng đàm phán hòa bình với Kiev. Ông giải thích, chúng tôi đã duy trì liên lạc và tin rằng điều quan trọng là duy trì đối thoại cởi mở trong cuộc chiến ở Ukraine. Chúng tôi không ký kết các thỏa thuận hòa bình thay mặt cho bất kỳ ai, nhưng điều quan trọng là phải giữ cho kênh liên lạc này luôn cởi mở. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh khẳng định, các cuộc gặp với quan chức Nga chỉ được tổ chức khi được cho là hoàn toàn cần thiết và cho biết mọi cáo buộc cho rằng cuộc đàm phán là một nỗ lực nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine là không đáng tin cậy và sai sự thật. Ông nói, lập trường trong bất kỳ cuộc đàm phán nào phải do Ukraine và chính phủ Ukraine quyết định, cũng như Ukraine phải quyết định tương lai tự do và dân chủ của mình. Một cựu sứ quan tình báo hiện đang làm việc với chính phủ Anh về các vấn đề an ninh cho biết, ngoại giao thời chiến là một điều tốt khi cộng đồng quốc tế cố gắng giải quyết các vấn đề chiến tranh hạt nhân và xuất khẩu ngũ cốc. Ông thừa nhận, tôi sẽ lo ngại hơn nếu những cuộc đàm phán như vậy không diễn ra. Sĩ quan tình báo Anh nói thêm rằng, các quốc gia hầu như luôn duy trì các kênh liên lạc ngoại giao. Sĩ quan tình báo Anh nói thêm, mọi cuộc chiến đều kết thúc bằng đàm phán, phải không? Ukraine công khai ý đồ lớn khi liên tục tấn công Crimea. Các cuộc tấn công vào Crimea đóng vai trò quan trọng cho thành công của chiến dịch phản công mà Ukraine đang tiến hành. Chỉ huy nhóm tác chiến chiến lược Tavria của Ukraine, ông Oleksandr Tarnovsky nhận định. Theo chỉ huy Ukraine, thành công của chiến dịch này không chỉ là phá hủy các lực lượng của đối phương ngay trước mắt mà còn phá hủy các địa điểm tập trung trang thiết bị, lực lượng và đặc biệt là các trung tâm chỉ huy. Ông Tarnovsky giải thích,
việc làm xáo trộn các lực lượng của đối phương bằng cách phá hủy các trung tâm chỉ huy cấp cao sẽ dẫn đến sự hỗn loạn trên chiến trường. Một trung tâm chỉ huy bị phá hủy, tức là một mắt xích chỉ huy bị phá hủy và không có nó thì sẽ không có sự phối hợp hành động. Crimea đóng vai trò đặc biệt quan trọng bởi đây là nơi tập trung số lượng lớn phương tiện quân sự của Nga. Chỉ huy Ukraine nói, chúng tôi biết nơi họ tấn công cả bằng phương tiện trên không lẫn phương tiện mặt đất. Ông Tarnovsky cho rằng, việc tấn công vào các sở chỉ huy của hạm đội Biển Đen sẽ giúp ích cho Ukraine và cho chúng tôi hy vọng về tương lai. Ý tôi là, chúng tôi có khả năng tấn công họ, không chỉ các lực lượng phía trước mà còn cả các lực lượng phía sau. Khi đối phương cảm nhận được sức nóng ở phía sau, điều đó sẽ làm dâng cao tinh thần chiến đấu của các binh lính của chúng tôi. Ngày 22 tháng 9, các quan chức do Nga bổ nhiệm tại Crimea cáo buộc Ukraine tấn công trụ sở của hạm đội Biển Đen tại Sevastopol thuộc bán đảo này. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã phóng nhiều tên lửa vào Crimea, nhưng 5 tên lửa trong số này đã bị đánh chặn. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết bất kỳ nỗ lực nào của quân đội Ukraine nhằm xâm phạm Crimea bằng vũ lực sẽ đối mặt với phản ứng cứng rắn của Nga. Bà Zakharova khẳng định, ý nói đến cuộc trưng cầu ý dân về việc sáp nhập bán đảo này vào Nga. Tôi muốn nhắc nhở tất cả các phần tử cực đoan ở Kiev rằng, vấn đề Crimea đã khép lại khi người dân nơi đây đưa ra lựa chọn vào năm 2014 và biết rõ điều gì đang chờ đợi họ. Ông Tarnovsky cũng cho rằng mùa đông sẽ không làm chậm lại cuộc phản công và đột phá lớn nhất của Ukraine vẫn chưa tới. Thời tiết là một trở ngại nghiêm trọng trong suốt cuộc tiến công, nhưng cân nhắc đến việc chúng tôi tiến công như thế nào, chủ yếu là không sử dụng các phương tiện. Tôi nghĩ thời tiết sẽ không ảnh hưởng lớn. Mưa lớn vào mùa thu có thể biến mặt đất ở Ukraine thành bùn lầy và khiến việc di chuyển bằng các phương tiện hạng nặng như xe tăng trở nên khó khăn hơn. Nhưng theo ông Tarnovsky, các lực lượng của Kiev sẽ tiến công thành từng nhóm nhỏ. Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố Ukraine sẽ tiếp tục cuộc phản công trong suốt mùa thu và sang mùa đông. Theo ông, cuộc tiến công nhằm vào các hệ thống phòng thủ Nga sẽ tiếp tục bất kể thời tiết ra sao và quân đội Nga đang khao khát một khoảng nghỉ trong giao tranh. Chỉ huy Tarnovsky nhận định, đột phá lớn nhất của Ukraine vẫn chưa đến. Tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra sau tộc mắt. Đó là vào thời điểm họ dựa vào chiều sâu phòng thủ ở đây. Theo ông Tarnovsky, không phải phòng tuyến Sodovikin, phòng tuyến chính của Nga, các vấn đề lớn hơn của lực lượng Ukraine là những giao lộ, hàng cây và các bãi mìn giữa các hàng cây đó. Lạc quan về kết quả cuối cùng, ông Tarnovsky cho rằng cuộc phản công sẽ thành công và quân đội Ukraine ít nhất cần tới được thành phố Tokmak. Tokmak là mục tiêu tối thiểu, mục tiêu chung là đến được biên giới của chúng tôi. Ukraine cắt đường cao tốc Novodrokovka-Phobove, tuyên truyền Nga hốt hoảng báo tin tuyến phòng thủ thứ hai đã bị chọc thủng. Lực lượng phòng vệ Ukraine trước đó đã chọc thủng tuyến phòng thủ thứ hai của quân đội Nga ở khu vực Robotyne theo hướng Zaporizhia. Trong khi nhà độc tài Liên bang Nga nói về cuộc tấn công thất bại của lực lượng vũ trang Ukraine, thì sự hoảng loạn đang gia tăng trên các kênh tuyên truyền của Nga. Họ báo cáo về một cuộc đột phá của tuyến phòng thủ thứ hai của lực lượng vũ trang Nga trong khu vực làng Robotyne theo hướng Zaporizhia. Đặc biệt, điều này đã được viết bởi nguồn tuyên truyền Sergei Sos, lực lượng dù cho Telepsky, vào ngày 21 tháng 9, Đài loạt UA đưa tin. Cái này mô tả tình hình ở Robotyne là khó khăn. Theo ông, quân đội Ukraine ở đó đã cắt đường cao tốc Novodrokovka-Phobove và do đó hệ thống phòng thủ của Nga có thể sụp đổ rất nhanh chóng. Kênh tuyên truyền của Nga phàn nàn. Điều này có nghĩa là tuyến phòng thủ nhiều lớp thứ hai đã bị vượt qua. Bây giờ có một mối đe dọa thật sự là địch sẽ tiến đến hậu phương của trung đoàn xung kích dù 56 của sư đoàn xung kích dù số 7 của quân đoàn lực lượng vũ trang Nga trong khu vực Novofedorovka. Phía tây nam Robotyne theo hướng Kobani, kẻ thù cũng đang tiến về phía trước. Theo ông, quân đội Nga ở khu vực này có mặt trận đang thiếu hụt lớn pháo binh và tổn thất nhân lực là rất lớn. Theo ông, vấn đề lớn cũng tồn tại với tinh thần của binh lính Nga. Nguồn tin Nga viết, các sư đoàn xung kích của lực lượng nhảy dù của chúng ta đã giảm đáng kể khả năng chiến đấu. Họ không còn ai hay bất cứ thứ gì để tấn công. Hơn 50% nhân lực của sư đoàn dù 7 và 76
đã được huy động. Quân đội chiến đấu của chúng ta đang dần dần mất tinh thần. Chúng ta ngày càng thường xuyên được hỏi những câu hỏi. Cái quái gì? Mọi người mệt mỏi, không có luân chuyển, không có kỳ nghỉ. Trước đó, Đài Loan UA đưa tin lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến về phía nam từ Tripoli. Ukraine tiến đến tuyến phòng thủ cuối cùng của Nga ở Zaporizhia. ISW báo cáo rằng họ lần đầu tiên thấy lực lượng Ukraine đang sử dụng xe bọc thép bên ngoài lớp phòng thủ 3 lớp của Nga. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW trong một báo cáo mới nhất ngày 23 tháng 9 cho biết các xe bọc thép của Ukraine đã hoạt động vượt ra ngoài tuyến công sự phòng thủ cuối cùng của Nga, nơi mà các lực lượng Ukraine hiện đang đột phá ở phía tây Zaporizhia Oblast. Mặc dù còn quá sớm để khẳng định, lực lượng vũ trang Ukraine đã chọc thủng hoàn toàn lớp phòng thủ này của Nga. Theo ISW, đoạn phim định vị địa lý được đăng vào ngày 21 tháng 9 cho thấy các xe bọc thép của Ukraine đã tiến về phía nam mương chống tăng và các chướng ngại vật răng rồng là một phần của hệ thống phòng thủ 3 lớp và tham gia chiến đấu hạn chế ngay phía tây Verbov, 18 km về phía đông nam Odekiv. Tuy nhiên, không rõ liệu lực lượng Ukraine có giữ được các vị trí này hay không. ISW báo cáo rằng họ lần đầu tiên thấy lực lượng Ukraine đang sử dụng xe bọc thép bên ngoài lớp phòng thủ 3 lớp của Nga. ISW nhấn mạnh rằng sự hiện diện của các xe bọc thép Ukraine vượt ra ngoài tuyến cuối cùng của lớp phòng thủ hiện tại của Nga cho thấy rằng Ukraine đã chọc thủng đủ hai tuyến đầu tiên của lớp này để di chuyển các phương tiện của họ về phía trước. ISW lưu ý rằng khả năng Ukraine đưa các phương tiện bọc thép đến và vượt qua các hệ thống phòng thủ đáng gờm nhất của Nga nhằm ngăn chặn chúng và vận hành các phương tiện này gần các vị trí phòng thủ đã được chuẩn bị sẵn của Nga là những dấu hiệu quan trọng cho thấy sự tiến bộ trong cuộc phản công của Ukraine. ISW lưu ý rằng đoạn phim định vị địa lý bổ sung được đăng vào ngày 20 và 21 tháng 9 cho thấy các lực lượng Ukraine cũng đã tiến về phía tây và tây nam của khu định cư Verbov. Bằng cách này, quân đội Nga hiện đang phòng thủ ở phần phía tây của tỉnh Zaporizhia đã thất bại trong việc ngăn chặn quân Ukraine tiến dần dần nhưng đầy tự tin kể từ giữa tháng 8. ISW viết rằng họ đã liên tục quan sát bước tiến chậm nhưng đều đặn của quân đội Ukraine trong khu vực này, bất chấp thực tế là quân đội Nga đang chuyển các bộ phận của các đơn vị tương đối tinh nhuệ tới đây để tăng cường các hoạt động phòng thủ. Ngoài ra, ISW lưu ý rằng quân đội Ukraine đã tiến hành một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào sân bay Nga gần Saki ở Crimea và có thể làm hư hỏng máy bay Nga. Ngoài ra, hình ảnh vệ tinh xác nhận lực lượng Ukraine còn tấn công trung tâm liên lạc số 744 của Bộ Chỉ huy Hạm đội Biển Đen ở Crimea vào ngày 20 tháng 9. Hình ảnh cho thấy các cuộc không kích của Ukraine đã phá hủy phần lớn sở chỉ huy gần Vernizhodov, cách Sevastopol 16 km về phía đông bắc. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.